Ở đâu không có xe giao thì ở đây em có xe giao các bác nhá. Em Thành Auto sẵn xe giao ngay, đủ những cái màu sau. Màu xanh này, màu xanh dương này, màu trắng này, màu đỏ này. Ba màu này em Thành Auto sẵn xe giao ngay nhá. Các bác dù ở bất kỳ nơi đâu thì em Thành Auto cũng đều hỗ trợ được cho các bác về tất cả những cái thủ tục như trả góp hay là chúng ta muốn nhận xe VF5. Đấy, xe thì lúc nào cũng sẵn hàng giao ngay. À, ở đâu không có thì ở đây em có nhá. Ở đâu không có thì ở đây em có. Bây hiện tại VinFast Bình Bảo Minh của em Thành Auto đã có cơ sở trên Chí Linh. Các bác nào có muốn nhu cầu quan tâm đến những chiếc VinFast ô tô điện thì liên hệ với em Thành Auto theo cái số 0961395131 hoặc số Zalo 0979188958 để được hỗ trợ tư vấn. Em Thành Auto thì luôn luôn hỗ trợ cho các bác gọi là nhiệt tình, chu đáo và tận tình nhất. Hiện tại những chiếc VinFast VF5 này đang có mức giá là 548 triệu kèm pin và chi phí lăn bánh đâu đó biển tỉnh thì sẽ thêm 6 triệu, biển Hà Nội thì sẽ thêm 20 triệu biển số. Đang được hỗ trợ là 2 năm bảo hiểm thân vỏ kèm pin hoàn toàn miễn phí. Và đặc biệt nếu như các bác chốt chiếc VF5 trong chương trình tháng 8 này thì em Thành Auto sẽ có thêm phần quà phụ kiện, đó là dán phim trải sàn cho những bác nào có nhu cầu quan tâm và muốn ủng hộ em Thành Auto. Các bác nếu mà có lỡ đến VinFast Hải Dương thì đừng quên là liên hệ với Lễ Tân hay là các bạn đang ngồi tại khu vực quầy tiếp đón là cho anh gặp em Thành Auto hoặc là cho chú gặp em cháu Thành Auto. Đấy, các bác cứ qua bên em Thành Auto liên hệ phát mật khẩu là Thành Auto thì em Thành Auto sẽ có thêm những cái phần quà ưu đãi cho các bác nhá. Chốt nhanh tay, chốt liền tay đi ạ. Bởi vì em Thành Auto có đủ màu giao ngay cho các bác, như là đỏ, xanh, trắng này, ba màu này sẽ là ba màu giao ngay cho các bác được nhá. Nhanh tay nhanh chân, số hotline 0961395131 hoặc số Zalo 0979188958 hỗ trợ trả góp tối đa lên đến 90% giá trị xe. Các bác nhá, 90% giá trị xe quá là khủng khiếp. Tức là chúng ta một chiếc VF5 này chúng ta chạy biển trắng mà có chứng minh thu nhập tốt một chút thì em Thành Auto sẽ hỗ trợ cho các bác là vay tối đa lên đến 90% giá trị xe, chuẩn bị đâu đó khoảng tầm 130-140 là chúng ta có thể bê xe về rồi. Nhanh tay nhanh chân lên, bởi vì số lượng xe sẵn ở bên Thành Auto cũng không có nhiều các bác nhá. Đấy, còn bây giờ thì em Thành Auto xin phép chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo. Em xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.